cách chạy quảng cáo trên TikTok viết ad hiệu quả thì cũng giống như những nền tảng social khác mà mình đã từng chạy quảng cáo nhé. Thì khi các bạn muốn viết tiền ad lên thường ấy, nó có hai cách. Một là các bạn sẽ tăng giá thầu ở trên chính chiến dịch quảng cáo đó. Hai là các bạn sẽ nhân các cái nhóm ở trong chiến dịch đó. Thì thường ấy, cái cách mà mình hay dùng là thường mình nhân nhóm. Ví dụ một nhóm của mình ngân sách là 200.000 thì mình sẽ nhân lên rất nhiều nhóm với tệp tương tự và nó độ phủ nó tăng lên, thì thành 5 nhóm thì 1 triệu thì chạy 1 triệu một ngày đấy. Tương tự như thế, hoặc là các bạn có thể nâng lên 5 triệu hay 10 triệu một ngày thì ad là chuyện bình thường. Nhưng câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện ở đây là có những bạn lại thích là tăng cái giá tiền ở trên chính nhóm mình luôn đấy. Thì mình cũng có một cách mình hay làm đó là, tức là khi mà tăng giá tiền chính nhóm này thì một lần mình chỉ tăng tối đa đến 50% thôi. Đây là kinh nghiệm của các bạn nhé, mình cũng chưa thấy sách nào nói đúng là đó là kinh nghiệm mình chạy hát thôi. Đấy. Khi mình tăng nhóm, ví dụ như là mình đang chạy 200.000 thì mình sẽ tăng lên 300.000 và sau đó nghỉ 1-2 ngày mình đo lường, nếu nó ổn tiếp thì mình lại tăng 50% của cái 300.000 đó, tức lúc này nó sẽ thành tầm 400-450 gì đó, xong từ 400-450-500 thì đó mình lại tăng một phát nữa là 50%, các bạn chỉ tăng lên tầm 750 như vậy tầm đấy. Tức là ý là có nghĩa là câu chuyện là mình chỉ tăng đến 50% thường là 35% so với cái giá gốc, so với cái ngân sách lúc đầu mình đặt ra thôi. Đấy, như vậy thì dần dần nó sẽ hiệu quả lên. Còn cái cách mà mình hay dùng nhất mình vẫn là nhân nhóm các bạn nhé. Trong 5 nhóm chắc chắn sẽ có 1-2 nhóm thường ấy, nó sẽ có 1-2 nhóm hiệu quả. Sau đó mình lại tiếp tục mình giữ cái nhóm hiệu quả là mình tắt các cái nhóm kia đi và sau đó 2-3 ngày mình lại tiếp tục nhận. Với những ad nó chạy rất ok các bạn.